Xin chào mọi người, chúng ta đều biết 8 tiếng làm việc tại văn phòng và chúng ta phải dành thời gian rất là nhiều để ngồi thì việc này nó ảnh hưởng tới các cơ, khớp và cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ. Vậy hãy thay đổi bằng cách dành ra 5 phút mỗi ngày để tập luyện tại văn phòng của mình. Và tại sao không? Vừa rồi vừa giúp cho chị em phụ nữ văn phòng giữ được dáng, lại vừa giúp cho hệ cơ xương khớp vận động linh hoạt và tốt hơn. Bên cạnh đó, đừng quên việc bổ sung sữa Enlin mỗi ngày để giúp cho cơ thể của mình linh hoạt, năng động trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và đừng quên mua Enlin ngày hôm nay để có thể nhận được phiếu tập 14 ngày miễn phí tại các trung tâm của California Fitness and Workout. Để chăm sóc chính mình hôm nay.